Vâng, quá nghệ thuật anh Phước ạ. Những tình huống xử lý quá đơn giản đối với Sang. Tôi nghĩ là đơn giản đối với Sang rồi, bởi vì múa được như vậy thì có lẽ là phải tập hàng nghìn lần rồi. Nhưng mà ở trong một giải đấu chuyên nghiệp mà thể hiện những skill như vậy thì cho thấy rằng Sang đang quá thoải mái về mặt tâm lý. Quẩy skill liên tục, đưa ra những pha bóng như chơi cầu mây. Thực sự là quá đáng sợ với những tình huống tấn công nhanh kiểu như vừa rồi của Sang Junior. Và các thành viên bên phía của F5 đang rơi vào một cái trạng thái là không biết phải làm gì. Bởi vì họ đã để thủng lưới từ quá sớm và sau đó bị nhân đôi cách biệt quá nhanh. Và bây giờ thì 2-0 rồi là cực kỳ khó đá. Auri, một đường chuyền vào phía bên trong cũng đã không thành công. Pedro cũng không thể chuyền vào phía bên trong được. Mặc dù vậy thì đã có lỗi việt vị của Pedro. Và một số quý vị khán giả đang ví von như là đá với máy. Thực ra là nếu các quý vị khán giả mà đã trải nghiệm chế độ máy Ultimate 1 thì tôi nghĩ là cũng không khó, à không dễ đâu. Máy Ultimate 1 ở FC Online có trình độ tương đương với mức rank thách đấu. Không dễ một chút nào cả. Hôm nào anh Bình Bè làm hướng dẫn để tôi thử vào thách đấu với máy cái nhá. Tôi chưa biết cái chế độ đấy như nào. Vâng, tôi sẽ cố gắng là trong một cái buổi livestream nào đấy trên kênh cá nhân của anh Phước thì tôi sẽ chỉ cho anh cách để có thể chọn máy Ultimate 1 và để xem là anh Phước có thể vượt qua được máy hay không. Vâng. Tôi đã thử rồi, rất vất vả chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu này. Guerrero DS rất nhiều nhưng không thể vượt qua được hai cầu thủ bên phía của Green. Johan Cruyff mất bóng nguy hiểm. Guerrero, Shevchenko, Gullit vẫn đang là Gullit. Một cú đẩy bước một lên phía trên không thực sự hợp lý của Ruud Gullit. Và bây giờ trái bóng vẫn nằm trong chân của Sang Junior. Andriy Shevchenko có vẻ như là Sang bắt đầu có ý định là thực hiện cú FD rồi để có thể đảm bảo cho một vị trí không ai có thể động tới được ở danh sách vua phá lưới FD. Và chúng ta cũng đã đưa ra những thông số để giúp cho những người ủng hộ F5 được tự tin hơn, họ có cơ sở gì đó. Nhưng mà vào thời điểm này thì đúng là Sang nhỏ vẫn đang vượt trội. Bây giờ thì khả năng kiểm soát bóng đang nằm trong chân của Green. Green lúc này cần một bàn thắng. Anh cần một bàn thắng nữa. Đó là cú ZD hơi thiếu lực của Johan Cruyff. Nhưng trên thực tế thì cũng không thể có được một pha dứt điểm đủ tốt khi mà lực lên là chưa đủ. Andriy Shevchenko. Lại một lần nữa thì Sang Junior đã để mất bóng. Và sau khi có được hai bàn thắng vươn lên thì cảm giác là Sang Junior cũng đang lỏng tay hơn đối với đối thủ của mình. Hernan Crespo. Johan Cruyff có cơ hội kìa và đây không có bàn thắng cho Green. Không hiểu là ở trong tình huống vừa rồi thì Green đã sử dụng nút S để làm gì nữa. Đó là một tình huống đã hoàn toàn có thể dứt điểm ngay nhưng anh lại không thể thành công. Thực sự là không thể giải thích được anh Phước ạ. Trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là 99% có bị khán giả chỉ cần đê nhẹ một cái là vào rồi. Nhưng Green lại không nghĩ thế. 1% đấy là anh dành cho Green đúng không? Còn 99% thì tôi nghĩ là chủ yếu là mọi người đều sẽ đá vào thôi. Còn lại thêm cú FD nữa của Sang Junior. Nhưng đó là một cú FD không thành công của Sang Junior. Có vẻ như đây là một trận đấu mà bên phía của 7TV đang khá thoải mái. Họ thoải mái cũng không khác gì trận đấu trước đó của Next Big Gaming khi đối đầu với Tân Nhiên. Cũng là một chiến thắng rất chóng vánh.
Vâng, bây giờ thì Ian Wright vào sân. Siêu dự bị Ian Wright. Ở vòng bảng thì huyền thoại này tạo ra rất nhiều những cơ hội điểm nhấn và trực tiếp ghi bàn. Trong số đó là những bàn thắng đẹp nữa. Nhưng mà tại vòng knockout thì lúc này Ian Wright vẫn chưa thể được nhiều. Đây sẽ là một cơ hội để cho huyền thoại người Anh có thể mang lại những điểm nhấn nữa. Một đường chọc khe xuống chắc. Đây rồi, Hungry. Vâng, chọc khe hơi sâu. Bóng lại quay trở lại với Sang Nhỏ. Những pha chuyển đổi trạng thái của Sang Nhỏ thực sự rất nhanh. Một hai đường truyền thôi, đưa bóng được đến với đôi chân của những tiền đạo thì ngay lập tức đẩy bước một và tạo ra sóng gió với khung thành của đối phương. Bây giờ đã là phút thứ 82. Green vẫn đang miệt mài để có thể tạo ra những tình huống pressing, nhưng là rất khó. Ian Wright đã không thể dứt điểm, nhưng mà ông cũng kịp mang về một pha đá phạt góc. Chính xác là pha đá phạt ở khu vực zone 14. Kevin đường truyền, Gullit không được. Một cơ hội tưởng chừng như rất ngon ăn dành cho Sang Junior, nhưng áp sát là những gì mà Green đã làm được ở trong tiếng vừa rồi. Pedro đã không thể vượt qua đầu vệ bên phía của Sang Junior. Rút Gullit. Kevin De Bruyne đã có lỗi và De Bruyne cũng đã chấn thương rồi. Khả năng kiểm soát bóng bên phía của Sang Junior trong những quãng thời gian này là đủ để khép lại trận đấu với chiến thắng dành cho anh ta. 3-0, dấu chấm hết cho Green. Đó là một cú đánh đầu không thể cản phá của Ruud Gullit. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng và thuận lợi cho 7TV ở trong những phút thi đấu đã qua. Johan Cruyff. Green tỏ ra quá yếu ớt trước một Sang Junior đang thi đấu quá hay. Vâng, và tôi nghĩ rằng là những sự dự đoán 6,5 bàn thắng trở lên là hoàn toàn có cơ sở rồi anh Phước ạ. Vâng. Mình đã chúc mừng các khán giả đã có được dự đoán chính xác của mình, và tôi cũng nghĩ rằng là sẽ có phần đông khán giả dự đoán là trên 6,5 bàn thôi. Nếu trong trận đấu thứ 3, cặp đấu giữa Minh Ngây đối đầu với Di Đất mà có 2 bàn thì tức là phần đông quý khán giả đã chính xác. Nào, chúng ta cùng nhìn lại những pha bóng rất mượt mà, rất kỹ thuật của Sang Nhỏ. Xử lý rất khó đoán. Pha xử lý JCE rất lùi và sau đó thực hiện cú power shot rất nguy hiểm. Trong khi đó thì Ruud Gullit, mùa thẻ LN cộng 7, đã giúp cho Sang Junior có được sự thành công. Như vậy là đã có 5 bàn rồi, chỉ còn lại 2 bàn nữa thôi là những người lựa chọn số bàn thắng trên 6,5 sẽ thành công.